Xuân đến bên em đó, mùa xuân đến bên ta rồi. Trao nhau hương duyên để cánh hoa xuân thêm hồng. Cuộc đời ai biết, ai ngờ đâu đó mối tình đầu. Dù lòng chưa nói nên mùa xuân ngọn quá đôi môi. Dù anh nói thương em quá, dù anh nói yêu em hoài, mong cho đôi ta đẹp mối duyên tình đầu năm. Đón xuân mới hân hoan mọi nơi, đón xuân mới quê hương đẹp hơn, có lá hoa, có tiếng ca rộn rã. Chúc năm mới quê ta giàu hơn, chúc năm mới tương lai rạng ngời, cho duyên tình lứa đôi đẹp mùa xuân mới. Trăm lối mai vàng đua nở khắp muôn nơi. Mùa xuân đến bên em đó, mùa xuân đến bên ta rồi. Trao nhau hương duyên để cánh hoa xuân thêm hồng. Cuộc đời ai biết, ai ngờ đâu đó mối tình đầu. Dù lòng chưa nói nên mùa xuân ngọt quá đôi môi. I love you, are you sure? I want you, you love me. I love okay. Chúc anh hai cưới được vợ xinh, rồi chúc chị cả lấy được chồng hiền, làm ăn phát tài vạn sự như ý, tiền vô như nước mà đếm hoài hồng hết. Rồi chúc em cháu học hành thân tới, lên lớp ào ào cha mẹ sướng vui, cả năm không biết buồn lo, cứ cười thoải mái là cả nhà thương nha. Đón xuân mới hân hoan mọi nơi, đón xuân mới quê hương đẹp hơn, có lá hoa. Tôm cá ao sâu phát tài, muôn nơi rộn tiếng ca tình xuân phơi phới. Đón xuân mới hân hoan mọi nơi, đón xuân mới quê hương đẹp hơn, có lá hoa, có tiếng ca rộn rã. Chúc năm mới quê ta giàu hơn, chúc năm mới tương lai rạng ngời, cho duyên tình lứa đôi đẹp mùa xuân mới. Hãy phát tài thôi, nhìn nhàng xinh xem ngồi lời màu pin gói. Đón xuân mới hân hoan mọi nơi, đón xuân mới quê hương đẹp hơn, có lá hoa, có tiếng ca rộn rã. Chúc năm mới quê ta giàu hơn, chúc năm mới tương lai rạng ngời, cho duyên tình lứa đôi đẹp mùa xuân mới. We'll be right back.
nề da sáng lời nguyện duyên số muộn. Nhân dịp năm mới thì vợ chồng con kính chúc bà mẹ được nhiều sức khỏe, số trong công việc càng thuận lợi, mà con cũng lòng. Này không? Chuyện mình không nghe.
con chúc yên lành, đến nơi gấm hoa yên ấm an vui, bao em thơ khoe áo mới tươi cười cho một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc một người và bao điều mong ước trong hương xuân ta vây chào, kính chúc một nhà gặp nhiều an vui. Bé nó quậy quá. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho tình mình nao nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đóa bay vàng chào mừng xuân sang. Nghe âm vang mà có chút yên lành, đến nơi gấm hoa yên ấm an vui, bao em thơ khoe áo mới tươi cười cho một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc một người và bao điều mong. Cô sáu giờ đa phần là ở bên đâu? Giống mình ông nội, ông ngoại á. Lấy ra ngồi ghế cái đóng cái chờ là muốn đứng chừa hơi mày đó. Mày có cuốn vốn nhiều quá à. Lâu lâu mới phát tiền anh bài thua rồi về nè. Còn ông hốt hết luôn, ông đứng ông gom từ trái sang phải. Có một nút mà ông gom tiền ta nói bù, không chia bài bù với một, không hiểu đâu. Cười dạ, nha. Dạ, buổi tóc. Ủa nãy giờ chưa lấy nước, mời mở hai. Rồi, không đưa nữa. Rồi bây giờ bà Mười cũng có cái lọc nha. Nào vậy ráng còn để mà nuôi được cái lọc tâm nào ngay. Con đi lắm sẵn quá anh. Giác tỉ bây giờ bệ đó. Nó đủ bộ con tâm giờ. Muốn làm mệt đi đầu luôn. Muốn làm mệt. Đây bà ngoại bà cố thì xì mẹ ra học bà nội lứa miếng lứa thảo bà cố. Tại chị nãy mới lấy dành nào mà không có tin. Chứ năm nào có đổi. Anh nói đâu vậy, năm ngoái còn đi tại cái sao? Đến đi chút Tết cuối cùng đâu đi vô được qua đâu. Vô qua chơi rồi kìa. Ngoái cũng có vô nhà mình vậy. Con vô sao? Nhưng mà mình có qua bên nội nhau mà. Nhưng mà con có đi không đi lấy. Thôi sớm qua, qua biết à. À. Nhớ cái này của tôi nha, đừng lắc cầm lộn nha. Để cắt vô. Rồi, tới cái cháu thì xìu, mừng cơ, mừng tuổi cố đi. Cũng tới giờ. Ủa, tự nhiên đeo có chàng kia. Nó vô nhà rồi mà hồi nó giỡn rồi. Nó giỡn rồi. Nó giỡn rồi. À vô. Nó giỡn rồi. Nó giỡn rồi. Nó giỡn rồi. Nó cũng ít có khi đi chung được lắm nè. Dạ. Năm nay sao? Ôi sao chụp mùng 2 là ngày mai đi chợ. Ờ còn Nguyên bữa nay. Bây giờ nó sắp xếp thôi chứ mình đâu có chợ. Nguyên chịu rồi. Lấy qua gắm lại cho nhà mình gần đi quá trời. Thôi cứ bản thân mình giáo. Dạ. Ý ơi. Để cho con em đứng kìa, ông cho tội nó đi hết cái bay này chứ. Dạ, nhân dịp năm mới chị chồng con kính chúc mọi người
gia đình được đảm bảo sức khỏe, những sự như ý, dẫn gì đó. Cảm ơn con, chúc gia đình thấy không mà nghe ba con nói là chắc con xin được đó là ta phải liên lạc đầu này đầu kia để ta kiếm chỗ cho ba mà ba mà đi tới chừng nó trả lời đó mừng quá con về con đi được rồi. Chứ nghĩ mà nó đi xe gắn máy làm sao đi nổi. Đó là con hay cho con ghé ngồi đi đội luôn, ngồi ghé ngồi từ 8 sáng thì ngồi được yêu. Nghe anh nói vậy thì mình nghĩ tất cả của bà người như vậy, năm nào bà người đi không được bà người cũng buồn. Nó đi thế chứ không đi được buồn hết. Nghe nó nói cái ta liên lạc bên đằng bà Sáu đi Thận đặng á, cái đằng ông Hai để quay chỗ cho ba đi. Hỏi người này hỏi người nọ kiếm chỗ cho ba mẹ đi. Chứ sợ mình đi không được buồn. Nó giật cái đèn á. Nó giật cái đèn. Nãy giờ chưa thấy hả? Rồi sớm giờ chị đi chưa thấy hả? Chưa. Đây rồi bà cố lì xì nè. Ôi bà cố cũng có nhiều hàng, bà cố lấy lọc nha. Em nè, em coi mẹ tờ, con tờ, cha tờ. Hai chị em nè. Rồi chị em nè. Rồi ba cảm ơn bà mời. Cảm ơn bà cố. Cảm ơn bà cố rồi nha. Mẹ con là bà thôi chứ con thấy cố rồi nha. Ở đây cố thì về. Năm mới vợ chồng con chúc mọi người được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Thế lại là được đi chơi nhiều. Hết dịch là mình đi chơi nữa. Vậy này tụi con có thích lọc con thì không dùng gọi là lập được à không cái quả mừng tuổi ông bà thợ con mừng tuổi con lập là lớn với người lớn con nhỏ chút kinh nghiệm đâu mày có hai bữa hai cũng mày lập được mà mày lập được để làm con nhà con á con cảm ơn cậu mà chị biết sao không? Cô nói nó thêm vậy nè. Hai đứa nhỏ nè. Dạ con nói đi con lấy cho em. Cô nói nó vậy nè. Ví dụ như càng lâu năm. Vô. Con nói đi con lấy cho em. Cô nói nó vậy nè. Càng lâu năm. Vô. Hôm nay chồng em cảm ơn anh chị. Chúc anh chị nhiều sức khỏe thôi chứ ngành này không có cần gì ngoài sức khỏe cho con. Đừng có đi chống dịch hoài. Con cũng đi. Tụi con cũng đi vậy sao mau cũng đi được. Cháu ơi, vô lễ con có bằng cô. Vậy chúc Tết cô. Chúc mừng chúc Tết cô hoàn hoàn. Năm ta lại. Năm mới. Con chúc Tết cô vượng. Năm sức khỏe. Mình sẽ như ý. Cảm ơn chào, chúc chào mừng chúc lớn nha. Cảm ơn cô Vĩnh Yến. Cảm ơn em chị đi dẫn đầu. Em mới vợ chồng em chúc anh chị tới chị được sức khỏe con. Em bé thì ngoan chúc lớn. Cảm ơn hai em. Anh mới cũng chúc hai đứa được dồi dào sức khỏe. Cảm ơn chị Yến. Em có sức khỏe gửi cho em bé. Lâu quá không gặp. Dạ. Thay mặt bé mà dùng. Hay gì cần. Dạ, cho em cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Trời ơi, nhiều thế. Năm nào cũng phải nè, chúc bé dẫn. Đây, có bạn quen rồi nè. Quen rồi, lát đời đi đó cậu. Quen chơi chút là chị này thì nó nhỏ xíu không? Chị phải không? Kêu là chị phải không? Nó nói là ngoài thằng Đô ra chưa tìm được đứa em bé không? Em bé không? Con là chị đó nha. Chị của bé Chip đó nha. Em
đi đâu về giờ trở lại nhà hả? Ông hai em đâu mà. Tôi gặp vợ thuận cũng nặng lắm. Dạ mai con làm một thì chạy hoài.
Mừng tuổi, mừng tuổi. Mỗi năm mà còn gặp nhau là thấy mừng. À, qua cái năm vừa rồi là thấy mừng. Năm tê tua tê tả. Rồi hai đứa vô. Để nó ra ngoài xíu cho nó không khoáng này ngọt á. Hồi nãy là chưa có gửi cho con nè. Rồi gửi cho xuống đây.
dạ 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 con hổ. Tôi còn bị tụi nó nói vậy đó. Mấy chục năm rồi nhà không có chụp được hình nào của bà. Đây mùng 1 bà cũng chỉ có gia đình. Không phải, bà mùng 1 bà đi về quê không à. Mà năm nay bà đổi tông rồi, bà đi trước. Hôm nay 25 đi về quê rồi. Để đi, chúc mình chơi. Thì thấy hơn. Ủa rồi, nhà ấy là cháu chị Trọng Thị. Cảm ơn cậu mời. Của thanh rồi đó. Hai nhân. Ủa ông ấy chụp rớt xuống đây hoài là vô rồi đó. Nhớ vậy. Ủa rớt xuống mà nằm luôn thì mới là vô, còn thì rớt xuống lượm lên sao vô. Động rồi. Có nhà mình đi lại nhà mười mấy người thôi. À, tại vì tôi có đi thành ra tôi đâu có biết làm rồi. Không có ai đợi nhà thôi, có nhà mình đợi thôi à. Tôi mời còn nói thôi thôi tụi bay là mấy chị không có đi định nó thôi gì thế này tụi bay không tới tao mà thành ra có mấy nhà này đi thôi. Vậy à? Vậy là tại vì tôi là đi ra đi nhiều. Đây là mẹ đứng vô trong kia. Không phải quay qua thấy mà. Cho sáng sáng đi nè đó. Ôi, Việt Kiều. Việt Kiều thôi hả? Nhầm vậy chứ. Mấy đứa nhỏ đứng qua bên. Quán quán để cho ông bà. Rút ra nè, rút ra lá nhiều nè. Vô trong. Rồi rồi. Được khỏe. Là đang mỗi ngày một phát triển. Khách hàng. Rồi, anh chúc cho hai em coi như là gia đình cũng mạnh khỏe vui vẻ nè, làm ăn phát tài phát lộc nè, rồi cái đứa nhỏ thì ngày càng phát triển trong công việc cũng như là tự anh phát triển lên cho nó song tụ năm nay gấp đôi năm trước ha. Thôi cứ vậy đi. Thì mình đã phát triển rồi, từ đó mình biết rồi đó.
nhân viên về đâu vậy này chiếu dễ sợ luôn. Mở đâu biết bỏ chỗ nào nữa má luôn thiệt á, rung quá biết bệnh. Ra cửa khen của mấy dạ sửa cái này thì thôi cho nó nhanh, gặp này vẫn ở lại đi được, cho nên bây giờ mấy mẹ đẩy đi cho nó nhanh, còn còn ở lại thì từ từ mình chơi, từ từ mình chơi ra xích ra chỗ này chơi mình đó con. Mau lì xì dễ thương quá ha. Trời ơi, tuyển chọn lóng lánh luôn chị. Đẹp, lắm là lắm lắm. Con cọp hả? Hình ngựa, hai con ngựa. Con ngựa. À, khuyên chạy cho nó nhanh. Con ngựa luôn ha. Chụp hình, chụp hình, chụp hình, chụp hình. Chụp hình, chụp hình, chụp hình. Chụp hình, 2, 3, cười. Đó, ái lòng đồng sinh. Xong mã, 2 giờ chồng xong mã. Hai giờ xong mã đó. 3 năm là ta tánh tài. Xin người hãy cùng em vui xuân và hạnh phúc cho đời. Nhớ nhà anh yêu mà sẽ đắm cho đời khi về đừng quên nhé anh. Còn nhớ nó lọc dạ chú Hiền nhận không có giờ yếu mà không nhớ dạ. Không nhớ gì trơn ông nội là ngoài ngoài 80 rồi mới qua mới về nè Phượng rảnh á. Ừ, mới về. Để thêm chút đàng hoàng chế đi cho mày cho được rồi. Được rồi. Ở đây chúc con hoa. Hoa chị vui mấy ngày xuân. Chị tưởng tương chơi mà vui vẻ. Được chúc ông bà. Này có nội trai con. Mấy ông dịch là
không ở đây 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 rồi tại đó ông dạ ông cố á nè dạ ông ông thưởng dạ làm dữ á nè nó không có tiền dạ đó à thôi lấy giùm nó đi thấy ông cố chúc con giỏi ông cố thương ông cố cho hơi nhiều nhiều người quấy tà rồi con cảm ơn ông cố Rồi. Có việc không mẹ? Đừng đứng, đừng đứng. Hai chồng con đại diện. À, rồi. Cái này để mang nước à? Rồi. Chúc gì thì chúc từ từ từ. Rồi. Vui vẻ mà. Đây nè, cái nó dính cài nó vậy đó. Cái tưởng đứng, đừng đứng dính. Thử cái dính là lấy nha. Dính là lấy nha. Rồi. Dính nợ nuôi đâu. Qua cảm ơn mấy cháu chúc hai cháu năm mới sức khỏe là trên hết, có sức khỏe mới có tất cả. Để hỗ trợ giúp cho Út, Út năm nay đỡ rồi, hôm qua cũng vui vẻ, Út có mua căn nhà Hà Nội mình biết 14 tỷ cũng đẹp lắm. Thấy tháng 3 này con ra ngoài đó con làm điện mà. À vậy á, trời ơi. Còn nữa còn sót ai không? Là hết rồi đủ. Đi bên Canada là có đi nữa. Đi mà đi đây có chính quản lý đi. À, cũng đi. Đi gì đăng ký nó tạo tỷ mình cũng đi mất. Còn nếu mình qua là nó tạo lớp 12 tỷ với vậy đó. Chỉ còn 24 tỷ thôi. Anh qua chụp cho chứ không quay. Đang quay. Này nó chút con có gì không có chứ. Rồi, chúc con học giỏi ha. Bình học giỏi, bình. Bình nè. Không có cái bình đó. Nè. Cảm ơn cô. Rồi. Chúc cho hai kìa. Mày mình tuổi mình. Chúc qua chú nhà sao? Mình mới vừa sức khỏe. Khỏe tối rồi. Nè. Vậy chúc chú qua kìa. Năm mới. Chúc chú qua cũng như chúc việc ăn chị sĩ ý. Công việc, ca sĩ gì? Con và con với cha con sức khỏe dồi dào là con nhân như là ông nội là ông nội vua đòn đừng có làm người ta biến nội hiểu không cứu mình là làm ăn mình cứ chân hạ thôi hiểu không vậy thôi mày nè vậy cho mình hai tàu vua đòn cảm ơn con có nhiều cả cái gì định sức khỏe sống trong cụ với con nha. Dạ. Yeah. Thương cố đi. Thương cố chào thương cố con về. Ở có rồi con có rồi. Dạ. Bỏ đi về quê nãy đã cho rồi giờ cho nữa con này để con Nghĩa hả? Nghĩa. Con Nghĩa đi. Để cho Nghĩa đi con. Con Nghĩa. Này con đưa cho. Đâu có gì đâu mấy ngày này mình giỏi này con gặp con cháu vui.
Còn tiền bạc có mấy con chút không mà không được mày vậy. Mà con cháu thì qua là ăn được mấy con dung rồi không mà. Nhờ đó ông thầy nói là ông phải sống, ông sống là con giàu, ông giàu là con nhiều lắm. Ông phải sống, ông sống là mấy em con giàu lắm, nhiều lắm. Cha con ông là biết ông. Hỏi là ông gì rồi? Có rất là sức mà ăn hay gì có rất là lấy sức mà ăn, nó sức ăn không hết của nó. Ông làm ông nói chuyện ông vài trăm
anh đó. Được không? Anh muốn gần 2. Liên đã mua 500.